Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay bố con mình đi thăm bầy chuột nha. Ở rẫy đang đi xuống này. Nè, bắt nó bắt đi. Bầy chuột hôm qua đi thăm thử có dính chuột khổng lồ không nha. Nè, bắt mắt. Đây, cà phê không rễ này. Đến nơi chưa? Cà phê không xanh rất là tốt. Nhà mình đi thăm bảy chỗ rừng rậm chỗ kia hình rất là nhiều chuột, rất bức không ấy, khổng lồ. Giờ mình đang đi xuống. Bắt bắt lao ạ. Hôm qua mình bẫy rồi nhưng mà bẫy nó bị trục trặc á. Chuột nó ăn hết khoai mì luôn. Giờ mình bẫy lại. Hôm nay mình đi thăm lại này. Có dưới nhà không nghe. Hay không? Mùa này sắp mùa túa cà rồi. Nắng quá. Rồi mình đang chạy xuống chỗ bẫy chuột chỗ kia. Có rừng rạp nhiều. Chỗ sắp tới chỗ bảy này có không, có cao rừng rậm lần nữa đi lần nữa à nó mắc gặp đã ổn rồi nè, rất có lần nó lần nữa đi. Chắc con tươi đã nhận ạ. Này thân nữa. Đây này, có khung. Rừng rậm này. Con này nè. Con này, chắc con tươi đã nhận. Hai đứa mạng cạp ạ nè. Chú, chắc có không? Có nhiều quá. Này, bảy nè. Trung trung luôn. Đây. Đây bẫy này. Không dính nè. Không dính. Coi bẫy bên kia nữa. Tung hay không? Còn nhiều quá. À, đây rồi, nè. Ôi, đây. Bẫy này trúng nè. Trúng chuột nè. Đây. Bẫy này trúng nè. Đây này các bạn. To không? Đây, trúng chuột nè. Đó. Bẫy trúng chuột to này, đây. Nè. Đó. Nó bò tập nè, Rồi thăm một con hai bảy nữa. Bảy bên này này, khó quá. Có nhiều. Đây không trúng luôn. Và bên kia. Không. Yeah.
đời bên kia. Chú chạy ở đâu ấy, quên rồi này.